Ngài không phải vì ôm sa thảo, cung kính cúng dường mà dứt trừ tận gốc lòng sân hận. Còn như uông quật ma la, có lòng ác muốn làm hại thì buông bỏ không cứu độ. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những nam nhân có trí tuệ mà cũng vì những nữ nhân rất kém trí nữa. Ngài không chỉ giúp cho người xuất gia được 4 quả đạo mà cũng giúp cho người tại gia được 3 quả đạo. Không chỉ thuyết pháp vì những người như Phú Đa La đã buông bỏ hết mọi việc, chuyên tâm suy xét ở nơi vắng vẻ yên tĩnh, mà cũng vì những người như vua Tần Bà Sa La đang bận rộn cai quản việc nước, làm vua cai trị một nước. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những người đã bỏ uống rượu, mà cũng vì những người đang nghiện rượu như Trường Giả, Úc Giả. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những người nhập thiền định như Ly Bà Đa, mà cũng vì những người rối loạn tâm trí bởi mất con như cô Bà La Môn tên Bà Tư Cha. Như Lai không chỉ thuyết pháp vì đệ tử của Ngài, mà cũng vì ngoại đạo như phái Ni Kiền. Không chỉ thuyết pháp vì những người thanh xuân tráng kiện tuổi chưa quá 25, mà cũng vì những người già suy ở tuổi 80. Ngài không chỉ thuyết pháp vì những người căn tánh thuần thục, mà cũng vì cả những người căn lành chưa thuần thục. Ngài không chỉ thuyết pháp vì hàng phu nhân cao quý như bà Mạt Lợi, mà cũng vì hạng dâm nữ như cô Liên Hoa. Ngài không chỉ thọ nhận các món ngon quý thịnh soạn của vua Ba Tư Nặc, mà cũng thọ nhận cả thức ăn hỗn tạp có độc của Trường Giả Thi Lợi Cúc Đa. Đại vương nên biết Thi Lợi Cúc Đa thuở trước cũng tạo nhân duyên tội nghịch, nhưng nhờ gặp Phật và nghe pháp liền phát tâm an đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại vương ví như trong suốt 1 tháng thường dùng y phục vật thực để cúng dường cung kính hết thảy chúng sinh, cũng không bằng người niệm Phật chỉ trong 1 khoảnh khắc. Công đức có được của người cúng dường kia so với người niệm Phật chỉ bằng được 1/16 mà thôi. Đại vương, ví như đúc vàng thành hình người, dùng xe ngựa chở đồ quý báu, mỗi thứ đều đến số trăm, rồi mang hết ra bố thí, cũng không bằng người phát tâm tìm đến chỗ Phật, nhưng chỉ vừa nhấc chân đi 1 bước. Đại vương, lại ví như dùng 100 cỗ xe kéo bằng voi để chở các thứ chân bảo của nước Đại Tần, cùng hàng trăm nữ nhân thân đeo vòng chuỗi mang hết ra bố thí, cũng không bằng người phát tâm tìm đến chỗ Phật, nhưng chỉ vừa nhấc chân đi 1 bước. Lại ví như dùng đủ 4 thứ nhu yếu mà cúng dường cho hết thảy chúng sinh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cũng không bằng người phát tâm tìm đến chỗ Phật, nhưng chỉ vừa nhấc chân đi 1 bước. Đại vương, ví như ngài cung kính cúng dường vô lượng chúng sanh nhiều như số các sông Hằng, cũng không bằng 1 lần đến chỗ giữa 2 cây sa la mọc sóng đôi gặp Đức Như Lai và thành tâm nghe thuyết pháp. Lúc ấy vua A Xà Thế đáp rằng: Kỳ bà, Như Lai Thế Tôn tánh đã điều hòa nhu thuận, nên quanh ngài chỉ toàn những người đã được điều hòa nhu thuận, cũng như rừng trên đàn chỉ có toàn những cây trên đàn bao quanh. Như Lai là thanh tịnh nên chung quanh ngài cũng toàn là những người thanh tịnh, cũng như con rồng lớn chung quanh đều là rồng. Như Lai là vắng lặng yên tĩnh nên chung quanh ngài cũng chỉ toàn là những người vắng lặng yên tĩnh. Như Lai không tham lam nên chung quanh ngài cũng chỉ toàn là những người không tham lam. Phật không có phiền não nên chung quanh ngài cũng chỉ toàn là những người không có phiền não. Nay ta đã là người hết sức xấu xa, mang nặng nghiệp ác, thân thể hôi thối, thuộc về cảnh địa ngục, làm sao có thể đến chỗ Như Lai? Dù ta có đến đó e cũng không được tiếp đón chuyện trò. Tuy khanh khuyên ta đến chỗ Phật, nhưng hôm nay ta rất lấy làm xấu hổ, đau xót, không lòng dạ nào mà đi đến đó. Bấy giờ giữa không trung liền phát ra tiếng nói rằng: Pháp Phật cao cả nhất, nay sắp suy mất rồi. Con sông chánh pháp sâu thẳm, nay sắp cạn khô. Ngọn đèn đại pháp cũng gần tắt, ngọn núi chánh pháp gần sụp đổ. Con thuyền chánh pháp sắp chìm mất, nhịp cầu chánh pháp sắp hư gãy. Ngôi đèn chánh pháp sắp sập đổ, ngọn cờ chánh pháp sắp ngã, cội cây pháp sắp gãy đổ. Bậc giúp ta sanh khởi mọi điều lành đã sắp ra đi, mối lo sợ lớn sắp tới rồi. Cơn đói thiếu chánh pháp của chúng sanh sắp đến, bệnh dịch phiền não sắp hoành hành. Thời tối tâm u ám sắp đến, thời khát khao chánh pháp sắp tới. Ma vương vui mừng cởi bỏ áo giáp, mặt trời Phật pháp sắp lặn khuất sau núi Đại Niết Bàn. Đại vương, nếu Đức Phật rời khỏi thế gian này, tội ác nặng nề của vua sẽ không còn ai trừ diệt được. Đại vương, nay vua đã tạo nghiệp nặng nề nhất, ắt phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Do nghiệp duyên ấy nên phải thọ tội báo, không còn nghi ngờ gì nữa.
Đại vương A Tỳ nghĩa là không gián đoạn, vì không có lúc nào được tạm an vui nên gọi là không gián đoạn. Đại vương ví như chỉ có một người đọa vào địa ngục ấy thì thân thể cũng tự nhiên giải rộng ra choán trọn cả ngục, không có chỗ hở, và khắp thân thể đều phải chịu mọi nỗi khổ. Dù khi có nhiều người vào ngục, thân thể của mỗi người cũng choán đầy cả ngục, không chướng ngại nhau. Đại vương trong địa ngục lạnh, nếu tạm thời gặp cơn gió nóng liền cho là vui sướng. Trong địa ngục nóng, nếu tạm thời gặp cơn gió lạnh cũng cho là vui sướng. Trong địa ngục đẳng hoạt, ví như chết rồi mà nghe một âm thanh sống liền sống lại. Trong địa ngục A Tỳ hoàn toàn không có những việc ấy. Đại vương trong địa ngục A Tỳ, bốn hướng đều có cửa. Phía ngoài mỗi cửa đều có lửa giữ, lửa từ bốn hướng đông tây nam bắc qua lại giao nhau khắp hết. Tường sắt bao quanh đến 8 vạn do tuần, phía trên có lưới sắt che trùm, mặt đất cũng toàn bằng sắt. Lửa trên phủ xuống tận bên dưới, lửa dưới bùng lên tận bên trên. Đại vương, những con cá bị trên nóng thì mỡ chảy ra cháy sạch, tội nhân trong địa ngục ấy cũng giống như vậy. Đại vương, ai phạm vào một tội nghịch sẽ phải vào đó chịu đủ hình phạt của một tội. Nếu phạm vào hai tội nghịch phải chịu tội gấp 2 lần. Người phạm vào 5 tội nghịch sẽ phải chịu tội gấp 5 lần. Đại vương, này ta biết chắc rằng nghiệp ác của vua sẽ không tránh khỏi đọa vào địa ngục A Tỳ, nên chỉ cầu mong cho vua mau đến chỗ Phật. Trừ Đức Phật Thế Tôn ra, không còn ai khác có thể cứu vớt được vua. Này ta thương vua nên mới khuyên bảo dẫn dắt như vậy. Lúc ấy vua A Xà Thế nghe những lời đó rồi trong lòng khiếp sợ, toàn thân run rẩy, nằm vóc reo xuống đất như cây chuối đổ, nhưng cố ngẩng mặt lên hỏi rằng: người là ai, sao chẳng hiện hình, chỉ nghe tiếng nói? Liền có tiếng đáp rằng: đại vương, ta là Tần Bà Sa La, cha của con đây. Nay con nên nghe theo lời khuyên của Kỳ Bà, đừng tin lời 6 viên quan tả kiến. Vua A Xà Thế vừa nghe xong liền té nhào xuống đất, ghẻ độc nơi thân bộc phát kịch liệt, hôi thối gấp nhiều lần trước đó. Tuy dùng nhiều loại thuốc mát thoa lên mà ghẻ nóng cứ bộc phát, không giảm bớt chút nào.